ở đâu hả tìm được bà ấy ở đâu vừa mới chiếu lên tivi là đã có người gọi ngay là người đã chăm sóc cho mẹ bữa tới giờ đó chị Tôi nhớ cô lắm Du Cung mà. Cô không khỏe chỗ nào hả? Sao mà mặt tái mét vậy? Nhức đầu có phải không? <laughs> du Cung mà. Cô có cần phải lạnh nhạt với tôi vậy không? Cô biết mấy đứa bạn trong lớp mình đều gọi cô là gì không hả? Họ nói cô lạnh lùng như rắn vậy đó. <laughs> đừng có thấy người ta nghèo thì coi thường người ta làm cho chị sợ rồi phải không bệnh của mẹ nặng lắm rồi cô giúp việc cô giúp việc à cho tôi ly nước lạnh đi có cần bỏ đá vô nước không gì đây Sao dì lại ở đây vậy hả? Là em đã kêu dì ấy tới đây đó. Hả? Ai cho cô tự ý kêu bả về? Cô có biết bả từng làm chuyện gì hay không hả? Bả đã ăn cắp nhẫn của tôi đó. Chị nói. Chiếc nhẫn này có phải không? <laughs> bà chủ ơi, tôi bị quan thiệt mà. <laughs> cô đừng nói là cô đuổi giúp việc của tôi đi nha. Phải, chính là em đã đuổi chị ấy đi. Gì? Cô tưởng cô là ai mà dám đuổi người ta đi hả? Bởi vì em thấy, chị ấy đeo những này bên người. Bởi vậy cho nên em mới tra hỏi chị ấy. Nhưng chị ấy lại nói là chị tặng cho chị ấy. Em thấy chị giúp việc này đúng là hết nói nổi. Chị ấy nói với em, là chị đã kêu chị ấy bỏ chiếc nhẫn này vô trong tủ của dì giúp việc của mẹ. Nên dì giúp việc mới bị đuổi đi. Sau đó chị tặng chiếc nhẫn này cho chị ấy. Chị đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chị dâu tôi mà coi được đó hả? Bà chủ ơi, bà nói câu công bằng đi, lúc đó tại bà chủ, cô giúp việc. Bây giờ tôi thấy cô coi không được rồi đó. Dám vu khống cho tôi nữa hả? Bà chủ à, là bà kêu tôi làm mà Bà quên rồi sao Tôi kêu cô làm hồi nào hả Còn không mau cút ra ngoài đi Đúng là quá đáng thiệt mà Đô Hi Đây là nhà của tôi Kêu người nào vô đây ở hay đuổi người nào đi phải là do tôi quyết dạ xin lỗi chị tại vì em sốt ruột quá thôi trải qua chuyện lần này chắc mẹ sợ lắm rồi em nghe bác sĩ nói nếu gặp người quen hay là ở những chỗ quen thuộc thì sẽ có ích cho bệnh của mẹ đó chị chàng Sê chi Rốt cuộc con đang ở đâu vậy hả Nói đi Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được <laughs> Sao ai cũng giỡn mặt với tôi hết trơn vậy nè <laughs> Mặc kệ em đi. Đợi khi uống hết cái này, em sẽ đi chết. <laughs> em đã làm đúng cái gì mà đòi chết chứ. Anh cũng thấy em độc ác phải không? Cũng thấy em là quái vật phải không hả? Bà mình bị đảng trí. Vậy mà đưa cháu này lại bỏ rơi Bà còn tệ hơn rác rưởi có phải anh đang chửi em không bởi vậy sao em lại làm ra mấy cái chuyện không ra gì như vậy hả tại vì bà của em có biết em với mẹ em mệt mỏi tới cỡ nào không ngay cả người ba vô tội của em cũng bị bà em nói tới nỗi nhắc cả đầu cho nên em không thể nào mặc kệ được <laughs> vậy cũng có thể tìm ra cách khác mà sao mà em cứ làm cho anh thất trọng hoài vậy phải em là hạ người xấu xa vậy đó anh đi đi đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa dù gì Ba cũng sắp bỏ em rồi. Ở trên đời này chỉ có ba là thương em nhất, nhưng ông sắp bỏ em rồi, nên anh cũng đi luôn đi. Anh mau đi đi. <laughs> đi thôi xi chinh à buông ra em đi một mình được mẹ về rồi phải không đã về rồi về tốt quá may là mẹ không bị gì Hai người cũng mệt lắm rồi. Để anh vô phòng thăm mẹ trước đã. À, về rồi hả? Xin lỗi mẹ. Tại con chiều hư si chín nên nó mới hành xử như vậy con cô lỗi với mẹ nhiều lắm ờ oh, con sao vậy con đừng vậy mà Ây, mẹ đâu có sao đâu mẹ đâu có sao đâu đừng có đối xử với Jun e như vậy Jun e đã tội nghiệp lắm rồi chắc là mẹ sợ dữ lắm cho nên mẹ chỉ muốn sống trong quá khứ thôi Anh cũng không có mặt mũi nào gặp em Anh muốn thay mặt Xe xin để xin lỗi em à. Anh đứng lên đi Em cũng biết rồi phải không? Anh đang hỏi em đó. Em cũng biết việc làm của C Chin rồi phải không? Phải là em làm đó. Sê Chin của chúng ta không có lỗi. Tất cả là do em làm hết anh à. Cái gì? Anh có biết thời gian qua vì mẹ hi cung mà em với Sê Chin phải mệt mỏi tới cỡ nào hay không? Ngày nào mẹ của nó cũng thử thách sức chịu đựng của em hết. Em đã mệt mỏi dữ lắm rồi. Em đã chịu hết nổi rồi anh à. Xe chỉ nó thấy tội nghiệp em nên nó mới làm như vậy. Nó làm vậy tất cả là vì em thôi. <laughs> em nói vậy mà em coi được à? Anh cũng biết hết rồi mà. Mẹ của hi Cung, lúc nào cũng ăn nói bậy bạ bực mình muốn chết à. Không có ngày nào là bả. Không nhắc tới tên Yun E làm sao mà em chịu nổi đi. Em nghĩ có ai thông cảm cho em không? chính là em đã hại đời của Sejin đó. Phải. Để cho em gánh tội cho. Nên anh cũng đừng. Nói gì với Sejin đó có biết không? Anh cũng đừng ghét bỏ nó. Sejin của chúng ta tội nghiệp lắm anh à. Anh cứ trách em đi. Cứ đổ hết tội lên người em đi. Mới uống rượu về hả? Con thật là không có mặt mũi nào gặp cậu. Xin lỗi cậu. Sao tự nhiên anh phải xin lỗi hả? Anh đâu có làm cái gì sai đâu. Em sao vậy? Là con làm đó. Con mới là người nên xin lỗi đây. Muốn phạt thì phạt con đi. Đừng có nhìn Tê Chun với ánh mắt đó. Đừng nói nữa si Chinh à. Say rồi Dẫn về phòng đi Cậu thì biết cái gì hả Cậu có biết Trong lòng của con nghĩ gì không Con đã bỏ rơi bà của mình Chính tại con đã bỏ rơi bà của mình Vậy mà trước mặt con Cậu còn giả bộ Giống như không xảy ra chuyện gì hết còn an ủi lo lắng cho con nữa Con làm vậy là bất đắc dĩ Hết cách rồi nên con mới làm vậy Cậu không biết đâu Cậu có biết con khổ sở gì bà lắm hay không Con nghe cho kỹ đi Thời gian qua dù con có làm chuyện gì Thì cậu Cũng không bao giờ nói gì con Bởi vì Con là cháu cậu dù cậu tức giận cỡ nào cậu cũng ráng nhẫn nhịn Nhưng còn chuyện này thì khác Không ngờ con dám làm gì với bà Cậu sẽ Không tha cho con đâu Hay là cho cô uống cái này đi Uống cái này vào sẽ ngủ ngon hơn đó Cảm ơn cô đã quan tâm cô Khoan đã Mình nói chuyện chút đi Có phải Là cô đưa tin không đúng không Là cô làm hại cổ đúng không Đúng vậy là chính tôi đã nói. Sê Chin đã làm những chuyện mà mình không nên làm. Tôi chỉ nói thật chứ đâu có nói sai. Cô hại cổ như vậy. Rốt cuộc có lợi ích gì cho cô chứ? Rốt cuộc cô có lợi ích gì từ trong vụ việc này hả? Nói cho rõ đi. Tôi không hề hại Sê Chin của anh. Là tự cổ đã nhảy vào cái bẫy. Do chính cổ đã giăng ra mà thôi. Dừng lại đi Na Anh Anh thật lòng cầu xin em đó Căng Tê chung. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho anh quá Tôi cũng đã hơi động lòng rồi đó nhưng anh đừng có dùng bộ mặt này để cầu xin tôi nữa dù làm gì tôi cũng không dừng tay lại đâu em đi đâu mới về vậy em ở bên phòng mẹ hôm nay anh ngủ ở phòng này đúng không vậy thì em sẽ qua phòng mẹ ngủ nha em đừng đi cứ ngủ ở đây đi anh cứ ngủ đi ngày nào cũng bắt anh phải nằm ở dưới đất em thấy thật sự rất khó chịu vậy cũng được vậy thì em qua phòng mẹ ngủ đi dạ anh ngủ ngon đôi khi à ngủ ngon anh cũng ngủ ngon nha em đã đăng ký kết hôn chưa sao anh không thấy ờ ừ, dạ ờ ừ, em đã làm rồi ừ, em thấy đói bụng quá mò xuống dưới ăn sáng đi nha anh anh bác hi cung à anh chưa đăng ký kết hôn Anh xuống rồi hả? Tại mẹ nói mẹ đói bụng quá cho nên em cho mẹ ăn trước. Ờ, à, không sao, cứ ăn trước đi. Ừ. Mẹ của con đói bụng lắm rồi hả? <laughs> Từ qua tới giờ, bụng của mẹ có thấy đói hoài à. <laughs> Ai làm mẹ con đói dữ vậy? Từ giờ trở đi con sẽ lo chuyện cơm nước cho mẹ. Mẹ chịu không? Ừ. <laughs> Vô nè, à. cho mẹ thêm chén cơm đi. Bắt Hy Cung Lo chữa bệnh cho mẹ của cậu đi Chị đừng có lo Bác sĩ cũng có nói là Mẹ sẽ tưởng chúng ta là những người quen ở trong quá khứ Mẹ đợi chút nha Con sẽ đi múc cơm Trong nhà này đúng là càng ngày càng có nhiều kịch hay để coi đó Dạ chào cả nhà Sejin đâu rồi Cô nói là không muốn ăn Kệ nó đi Tâm trạng như vậy làm sao mà nuốt nổi cơm chứ Mau kêu nó xuống đây đi Bà muốn nhìn mặt nó Dạ Ăn cơm đi Để tôi gọi cho Nếu dù đây kêu tôi xuống dưới ăn sáng, thì ra ngoài đi. Ba tìm con hả? Hôm nay có một buổi họp báo. Nhớ tới công ty đó. Ba, mình à, đã kết thúc rồi mà. Anh còn mở họp báo nữa để làm cái gì chứ? Không cần nói, chỉ cần quỳ xuống xin tha tội. Đó là việc làm tốt nhất bây giờ. Mình đã. Ê Cậu tránh ra coi Đừng có cản trở người ta mà Thôi à, Anh mới cản trở người ta đó Ừ Ừ Gì đây Cái gì cũng phải có thứ tự trước sao Bài thức ăn cho bạn cũng phải tính theo tuổi chứ <laughs> Thiệt tình Giờ này còn thứ tự gì nữa Có thai phải được ưu tiên nhất chứ Tôi làm món thịt bò trứng cuộn là để cho bà chủ ăn Do chính tay của tôi làm Chính tôi làm đó Vậy là anh thích mẹ hả Trời ơi <laughs> cái thằng điên này Nó bị bà gì vậy Hai người sao vậy Mẹ ơi, chung để à, ảnh á Trời ơi, cầm đi Cậu đó nha Đừng có gọi tôi là mẹ nữa Bộ cậu tưởng cái bếp nhà tôi Là bếp ở nhà cậu hả Ai Trời, nhờ cậu mà cái tủ lạnh nhà tôi Không còn thứ gì hết Thịt bò với trứng cuộn này Nhìn đã biết ngon rồi Mẹ ăn nhiều vào nha Đều do cậu làm hết hả Dạ Cho gâm bông ăn nhiều chút đi Ơ, ờ, bác, bác, bác ghế à, cái, cái, cái dĩa này... Ờ... Em mau ngồi xuống đi, anh làm cho em ăn đó. <laughs> Bông à, em ăn thử dĩa thịt bò này với trứng cuộn coi ngon không? <laughs> wow, đều là do anh làm hết hả? Dĩ nhiên rồi, mấy món này á, đều do anh làm hết á. <laughs> Còn món mà anh làm đâu, bụ không có hả? Ôi, trời ơi, thiệt là trời ơi con chưa lấy chồng mà đã làm chuyện đó còn dám ốm nghén nữa hả mong à mình ra riêng đi em phải có tiền mới ra riêng được chứ không lẽ anh không có để dành tiền hả đúng là hết nói nổi anh làm gì có tiền chứ em có không em làm gì mà có chứ vậy chúng ta không thể ra điên được rồi. đúng lúc anh mới nghĩ ra được một chỗ này rất thích hợp với lại chúng ta. chỗ nào hả? em yêu của anh ừ. ăn cái này đi. Ừ. Ừ. <cười> <cười> ăn nhiều vào. người ừ. đây, đây là gì vậy? <laughs> ờ, cái này là nguyên liệu để làm đồ ăn đó hả? Có biết thứ mà tôi ghét nhất Chính là nhìn thấy sợi tóc Ở trong đồ ăn không mà còn làm vậy nữa ừ. Ừ, ừ, nè, ơ, nè. Trời Cái ơi gì vậy nè. Anh đã làm cực khổ lắm đó Sao em lại bỏ đi vậy hả Có biết là đồ ở trong đó toàn là đồ mắc tiền hay không vậy Sao em lại bỏ hả Thứ mà anh ghét nhất chính là người ta bỏ đồ ăn của anh đó Chúng ta chia tay cũng là vì chuyện đó Vậy Ra ngoài bấm nút biến liền đi ra ngoài ra ngoài thì ra ngoài anh chịu hết nổi rồi <laughs> thiệt tình <laughs> cái tên đó thiệt tình mau vào ừ. đây đi à <laughs> dạ xin chào quý khách ờ, nhưng mà cái anh đó đi đâu rồi à, dạ ai dạ cô nói là anh nào ai? Là cái anh vừa đẹp trai Lại vừa hát hay nữa đó Hình như tên là bông đan phải không ta ừ, ừ. Anh nói sẽ tiếp đại ừ, chúng tôi đàng hoàng mà Nên tôi mới rủ bạn bè tới đây để ủng hộ Hôm nay anh không có tới sao Hả Đi thôi Lần sau rồi hãy tới <laughs> à, Trời trời trời, trời. đứng đi đừng đi à, à, Chờ chút đã để tôi gọi điện cái Là anh sẽ lập tức tới đây liền à. Mọi người chờ chút xíu nghe <laughs> Trời đất ơi Thì ra cũng có một chút lợi ích cho mình đó chứ <laughs> tôi biết dù có giải thích cỡ nào cũng vô ích tôi đã bỏ rơi người bà bị bệnh của mình tôi không phải là người tôi đã làm chuyện mà mình không nên làm tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân mình Tôi xin lỗi mọi người. Rốt cuộc là tại sao cô làm vậy? Cô phải là có lý do gì không? Đào bới lại tin đồn xấu của tôi. Sẽ có lợi gì cho mọi người? Tội danh mà mọi người đè lên tôi Tôi sẽ gánh chịu hết Tôi nghe nói là trong nhà của cô có bí mật không thể nói ra Bí mật đó là gì? Cô nói một chút được không? Thật ra Bệnh đảng trí của bà tôi phát triển quá nhanh Bệnh tình càng ngày càng trở nặng Thật ra mẹ của tôi Là một người phải chịu khổ rất nhiều bà ngoại rượu của tôi Cũng vì bà ấy mới bị đuổi ra ngoài Nên tôi cảm thấy rất quan ức Mẹ của tôi mang trong người nỗi quán hận này cả đời Tôi thấy mẹ của tôi rất là tội nghiệp Hơn nữa Bà tôi còn ăn không nói có đồn bậy bà Ngày nào bà ấy cũng làm khổ mẹ con tôi thật sự tôi không thể nào thấy mẹ tôi chịu khổ tiếp nữa nên tôi mới mất bình tĩnh bỏ rơi bà của tôi ở ngoài đường thành thật xin lỗi Lỗi của con cái chính là lỗi của cha mẹ Cho nên Con cái chính là tấm gương của cha mẹ Lỗi của con gái tôi Tức là lỗi của tôi Điều tại tôi không biết dạy con Cho nên nó mới làm như vậy Mọi người muốn trách Thì cứ trách tôi đi Không phải đâu ba Bà của tôi không có lỗi gì hết Bà tôi không biết gì cả Tất cả đều là lỗi của tôi không phải vậy đâu là tôi không biết cách dạy con của mình xin tha lỗi cho tôi thành thật xin lỗi ba làm gì vậy ba không có lỗi gì hết wow đúng là một vở kịch tuyệt vời ai nhìn thấy như vậy đều thấy thương chứ không còn trách móc như trước nữa sự việc hoàn toàn bị đẩy ngược lại nè đứa cháu tàn nhẫn vô tình bỏ rơi bà của mình giờ lại trở thành vì thương bà ngoại ruột nên mới bất đắc dĩ bỏ rơi bà ấy vì không muốn mẹ mình khổ vậy có nghĩa là cha si chin lại bỏ rơi bà mình một lần nữa rồi có đúng không hả tự nhiên lại lưu chuyện xấu ra kể với mọi người tội hại người ta bây giờ biến thành người bị hại rồi sao đây chính là Thói quen sống của xã hội chúng ta bây giờ Ê... Vợ bị bỏ là người bị hại Vợ bé là người xấu Quan niệm này đã ăn sâu vào trong máu mỗi người rồi Nên trong hoàn cảnh này Có phải đã nhìn rõ ai hiền ai ác rồi không Người ừ, xấu ừ, nhất ừ, trong ừ, chuyện ừ, này ừ, ừ, Tổng giám đốc ừ, Dạ Về cuộc họp lại Một tiếng sau nha Dạ tôi biết Ê, rồi Dạ Ê, Trời Ê. ơi Chắc nghe mình nói rồi quá Ê... Ừ. Trời ơi Con cảm ơn ba Cũng xin lỗi ba Không ngờ Ba lại quỳ xuống gì con Con ấy nấy lắm Anh làm cho em cảm thấy rất cảm động đó Cũng không ngờ Anh lại biết suy nghĩ cho con gái mình như vậy Em đã chọn đúng người làm chồng rồi Đừng có ngồi đó mà nói nhảm nữa Trông chừng xe chim đi con xin lỗi ba Bà thấy con xin nghỉ sẽ tốt hơn Có gì đâu mà phải xin nghỉ chứ anh Em thấy chuyện đó đâu có cần thiết Em đừng có tham lam quá Tới lúc nên bỏ rồi Lúc nên buông thì phải buông Đừng cố chấp quá Ba không cần lo Con sẽ nghe lời của ba Dĩ nhiên rồi Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy Ở bên Bét Đô lúc nào cũng có cơ hội để kiếm tiền hết. Trước khi hi cùng ra tay, mình phải làm trước. đừng bao giờ do dự. Cô biết không hả? Tới hồi nào vậy? Hợp xong rồi hả? Em đợi lâu rồi sao? Tới phải nói trước một tiếng chứ? <laughs> không sao đâu. Dù gì cũng mới gả đứa con gái, ngồi đợi chồng cũng có cái thú của nó. Có đúng vậy không anh? anh thấy sau khi gả đô hy đi thì càng lúc em càng biết nói chuyện hơn <laughs> anh thấy vậy hả <laughs> mẹ của hy cung alo à, bà đợi một chút nha để tôi đưa cho bà chủ tôi nghe bà nghe đi là chị hả <laughs> chị ơi chừng nào chị tới nhà em chơi em muốn giới thiệu người này cho chị quen của tên là jun e là bạn học của em mới gặp lại mấy bữa trước <laughs> chắc là chị sẽ hợp với cổ lắm đó ờ à, vậy hả thật ra thì tôi cũng rất muốn gặp cô jun e <laughs> thiệt lắm <là. cười> cứ tiếp tục mua vào đi nó chỉ rớt tạm thời mà thôi tôi dám chắc nó sẽ lập tức tăng lên nhanh thôi dĩ nhiên là phải mua vào rồi được gì vậy